Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 5, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, trong đó khách du lịch nội địa đạt 1,88 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,64 triệu lượt, tăng 51,9% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa đạt 8,91 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.